Vâng, và một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị các cụ, các ông, các bà chúng ta cùng uống nước xây chầu. Hoàng Tôn chuẩn bị tham dự đồng hành chương trình lễ thành hôn của đồng bạn trẻ xin được diễn ra trong phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị. Vâng, và kính thưa toàn thể đối với các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể quý vị quan khách nhà trai và nhà gái kính mến. Lời đầu tiên cho phép thay mặt ban tổ chức quan viên họp nhà trai xin kính gửi đến đối với các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, qua một thời gian quen biết tìm hiểu được sự vun đắp của đôi bên gia đình, họ hàng nội ngoại, bạn bè, người thân xa gần, hôm nay anh Đình Khánh và chị Phương Trang đã cùng quyết định sẽ sánh bước bên nhau trong suốt cuộc đời. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng ánh mắt thân thương lên trung tâm sân khấu và cùng dành tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào sân diện của chú rể Đình Khánh sánh duyên cùng cô dâu Phương Trang. Xin phép được ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, đứng trước trung tâm sân khấu của gia đình hôm nay là hai người đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hạnh phúc nhất. Rất mong quý vị có thể dành tặng chúc phúc cho cô dâu và chú rể bằng những tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, và kính thưa quý vị, một năm bắt đầu từ mùa xuân, tình yêu bắt đầu từ tuổi trẻ. Khi mùa xuân ban tặng những ân tình cho mọi sinh linh vạn vật, tuổi trẻ ban tặng cho người chúng ta tình yêu và hạnh phúc. Và hôm nay, đôi bạn trẻ Đình Khánh và Phương Trang đón nhận món quà tạo hóa ban tặng, đó là tình yêu và hạnh phúc. Và thời khắc trang trọng tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay của đôi bạn trẻ đã đến. Xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng tuyên bố chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Đình Khánh và Phương Trang xin phép được bắt đầu. Vâng, và xin được chân thành cảm ơn những tình cảm quý vị đã dành tặng cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho trai gái gặp nhau. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt và tình yêu bắt đầu từ ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 11 năm Tân Sửu. Hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Hôn lễ tổ chức long trọng, ngập tràn tình cảm ấm áp của đôi bên gia đình, họ hàng nội ngoại, bạn bè, người thân xa gần. Để tỏ lòng cảm ơn sự diện đông đủ của toàn thể quý vị cũng như các nghi thức trang trọng tuyệt vời nhất trong ngày vui hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện quan viên họ nhà trai cũng như một vị đại diện quan viên họ nhà gái cùng bước lên trung tâm sân khấu để có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, đứng trên sân khấu của gia đình hôm nay là hai vị đại diện cho đôi bên gia đình. Và rất mong quý vị có thể dành tặng cho các vị đại diện chúng ta bằng những tràng pháo tay thật lớn ạ. À.